Dạ, xin chào quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Em là bác sĩ Phạm Hoài Vy đến từ khoa nội thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì hôm nay đến với chương trình đào tạo y khoa liên tục của Liên chi hội thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đề thần kinh nhi, thì em rất hân hạnh để chia sẻ một chủ đề khá thường gặp trong thực hành nhi, đó là chủ đề về rối loạn tích ở trẻ em. Thì đây là một cái nhóm bệnh khá thường gặp trong lứa tuổi đi học, diễn tiến tương đối lành tính nhưng lại mang lại khá là nhiều cái nỗi lo cho thân nhân bệnh nhi khi mà chúng ta tiếp cận với bệnh nhi cũng như thân nhân tại phòng khám. Hôm nay thì em xin trình bày cái chuyên đề này, hy vọng là có thể giúp ích được một số kiến thức cho các anh chị em đồng nghiệp trong thực hành lâm sàng. Dạ, thì đến với nội dung của phần trình bày của em hôm nay thì gồm có 6 nội dung chính. Thứ nhất là em sẽ trình bày về đặc điểm lâm sàng của rối loạn tích ở trẻ em. Thứ hai là phân loại tích. Tiếp đến em sẽ trình bày về tiếp cận chẩn đoán tích, gồm các cái chẩn đoán phân biệt, nguyên nhân, các cái bệnh đi kèm, và sau đó là đánh giá mức độ nặng, tiếp cận điều trị cũng như là tiên lượng của rối loạn tích ở trẻ em. Và cuối cùng là em xin sơ lược về kết quả nghiên cứu của em đã được thực hiện trên 75 trẻ được khảo sát tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 về đặc điểm lâm sàng cũng như mức độ nặng của rối loạn tích ở trẻ em. Thì về lịch sử của rối loạn tích thì tích lần đầu tiên được mô tả bởi bác sĩ người Pháp là tiến sĩ Jean-Marc Gaspard Itta vào năm 1825. Thì ông đã báo cáo những cái bệnh nhân bị rối loạn vận động không tự ý với các cái biểu hiện là echolalia là chứng ngại lời và coprolalia là chứng nói tục hay là nói những cái từ không phù hợp. Thì sau đó thì bác sĩ Jean de La Tourette đã đặt tên cho nhóm hội chứng này là hội chứng Jean de La Tourette. Và một người học trò của ông là tiến sĩ Jean-Martin Sacco vào năm 1885 đã rút ngắn cái tên nhóm bệnh này là hội chứng Tourette. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta có nhận thấy rằng là có nhiều bệnh nhân có các biểu hiện tích mà không phải lúc nào cũng có echolalia hay là coprolalia, nên DSM-5 đã đưa ra cái khái niệm là rối loạn của tích với ba nhóm chẩn đoán chính là rối loạn Tourette, rối loạn tích mãn tính gồm có rối loạn tích âm thanh mãn tính hay là rối loạn tích vận động mãn tính, cùng là rối loạn tích tạm thời. Thì tích được định nghĩa là những cử động vận động vận động hoặc âm thanh bất ngờ, nhanh, lặp lại, không chú ý và không có nhịp điệu thì thường gặp ở trẻ em và là triệu chứng cơ bản của rối loạn Tourette. Như đã trình bày ở trên thì rối loạn Tourette là một cái dạng rối loạn tích nặng nhất. Biểu hiện lâm sàng của tích thì khá đa dạng, thường liên quan đến các cái bệnh lý tâm thần bao gồm các rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ hay là rối loạn học tập. Mức độ nghiêm trọng và đáp ứng với điều trị của các cá nhân khi mà mắc bệnh tích thì rất là khác nhau, và một số trường hợp thì có thể bị kháng trị. Xin lưu ý thì cái bài trình bày của em á, là về rối loạn tích của em hôm nay á, chính là rối loạn về nguyên phát chứ không có bàn nhiều về nhóm rối loạn tích xuất phát. Thì hiện nay để chẩn đoán cái nhóm rối loạn tích nguyên phát được phân loại ba nhóm chính theo tiêu chuẩn DSM-5. Thì theo DSM-5 thì rối loạn tích ở trẻ dưới 18 tuổi được chia thành ba thể chính, dựa vào kiểu tích và thời gian kéo dài tích, bao gồm là rối loạn tích tạm thời, rối loạn tích mãn tính, gồm rối loạn tích vận động mãn tính và rối loạn âm thanh mãn tính, và cuối cùng là rối loạn Tourette. Thì trong đó rối loạn tích tạm thời gồm những cái biểu hiện là tích âm thanh và hoặc tích vận động đơn giản hoặc phức tạp, và các triệu chứng thì thường phải tồn tại dưới 1 năm kể từ thời điểm khởi phát. Trong khi đó rối loạn tích vận động hoặc là tích rối loạn tích âm thanh mãn tính thì gồm những biểu hiện là tích vận động hoặc tích âm thanh đơn giản hay phức tạp nhưng không xuất hiện đồng thời, tích vận động và tích âm thanh cùng lúc mà chỉ xuất hiện riêng lẻ, hoặc là tích vận động hoặc là tích âm thanh mà thôi. Về thời gian thì triệu chứng tích có thể tăng hoặc giảm về tần số, nhưng mà thời gian mà kéo dài thì phải trên 1 năm kể từ thời điểm khởi phát. Còn về rối loạn Tourette thì là gồm các cái tồn tại cả cái triệu chứng tích vận động và tích vận động phức tạp và tích âm thanh đơn giản hoặc phức tạp trong thời gian bệnh. Tuy nhiên các triệu chứng thì có thể không cần xảy ra vào đồng thời, nhưng mà xảy ra trong suốt, có thể luân phiên nhau trong suốt quá trình bệnh. Về thời gian thì cũng giống như là rối loạn tích mãn tính, thì các triệu chứng tích có thể tăng giảm về tần số nhưng phải kéo dài trên 1 năm kể từ thời điểm khởi phát. Chúng ta cần lưu ý là triệu chứng tích trong bảng phân loại này là phải khởi phát trước 18 tuổi và cần loại trừ các cái rối loạn xảy ra không do ảnh hưởng của chất gây nghiện như là cocaine và những tình trạng bệnh khác như là Huntington, viêm não hội nhiễm. Thì so sánh với lại DSM-4 trước đây thì DSM-4 có quy định về thời gian không thuyên giảm cho một đợt phải là trên 3 tháng trong các nhóm mà rối loạn tích vận động hoặc là tích âm thanh mãn tính hoặc là nhóm rối loạn Tourette. Thì đây có thể là một cái yếu tố góp phần tạo ra sự thay đổi về rối loạn tích so với các báo cáo trước đây. Như vậy có thể thấy rằng là tiêu chuẩn chẩn đoán tích hiện nay đã thay đổi hơn với trước đây khá là nhiều.
về dịch tễ của rối loạn tích cực em thì người ta ghi nhận tích cực tất cả các chủng tộc cũng như là các dân tộc có tỷ lệ khá là tương đồng. Nhìn chung thì tỷ lệ lưu hành của rối loạn tích khoảng từ 6 đến 12% trong dân số chung. Đó là tổng thời sẽ gặp 20% em trong độ tuổi đi học. Rối loạn tính thì chiếm tỷ lệ dao động từ 0,3 đến 5%, và rối loạn Tourette thì chiếm từ 0,3 đến 1%. Người ta thấy rằng là bệnh thì xảy ra ở trẻ trai nhiều hơn trẻ gái, với tỷ lệ là trẻ trai gấp 3 đến 4 lần trẻ gái. Và đặc điểm lâm sàng thì rối loạn tích thường là rối loạn tích khởi phát trước 18 tuổi, thường trong độ tuổi từ là 4 đến 8 tuổi và trung bình là khoảng 6 tuổi. Triệu chứng có thể kéo dài và tăng lên đến độ tuổi từ 10 và 12 tuổi, sau đó thì giảm dần và thuyên giảm vào cuối tuổi vị thành niên và thanh niên. Tỷ lệ trẻ trai thì gấp 3 đến 4 lần trẻ gái. Bệnh có thể thay đổi từ dạng này sang dạng khác dưới dạng một số các khuôn mẫu trong một khoảng thời gian cụ thể, với cái tần suất và cường độ dao động đáng kể trong quá trình bệnh. Đó thì các cái triệu chứng mới có thể khi mà xuất hiện có thể thay thế các cái triệu chứng cũ hoặc là kết hợp với lại các cái triệu chứng tích cũ. Thì về diễn tiến tự nhiên thì các triệu chứng lâm sàng này sẽ đặc trưng là tăng giảm từng đợt. Các yếu tố làm nặng theo triệu chứng tích như là căng thẳng, lo lắng, tức giận, phấn khích quá mức, mệt mỏi, nhiễm trùng hoặc là khi mà được nhắc nhở. Trong khi đó thì các yếu tố như là tập trung chú ý, thư giãn, bình tĩnh, ổn định cảm xúc, khi đi ngủ, vận động, đặc biệt là các vận động tinh như là chơi thể thao, là các yếu tố làm giảm các triệu chứng của tích. Thì về đặc điểm cơ bản của triệu chứng tích là những cái mà cử động, vận động hoặc âm thanh bất ngờ, nhanh, lặp lại, không có chú ý và không có nhịp điệu. Thì các cái triệu chứng này có thể gợi ý khi sinh hoạt, gợi ý để mà xuất hiện cái triệu chứng hoặc là biến mất khi mà bệnh nhân tự kiềm chế lại. Và các triệu chứng này đặc biệt là gần như không xảy ra khi ngủ. Ngoài ra thì có một cái biểu hiện đó là cảm giác thúc giục trước khi xuất hiện tích là một cái đặc trưng của rối loạn tích, từng gặp trong 40-50% các trường hợp. Thì biểu hiện là một cái cảm giác chèn ép cục bộ, ngứa, đau rát, nóng lạnh hoặc là khó chịu. Thì cảm giác thúc giục này thì được ghi nhận, được bệnh nhân nhận biết là tăng lên theo cái lứa tuổi của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân càng lớn thì bệnh nhân sẽ càng dễ dàng để mô tả cho chúng ta biết cái triệu chứng này hơn. Thì người ta cho rằng các cái triệu chứng thúc giục trước cái triệu chứng này có thể liên quan đến việc giảm bớt sự thu thúc cục bộ gây khó chịu. Có nghĩa là khi mà xuất hiện cái triệu chứng tích thì nó sẽ làm giảm bớt cái triệu chứng cảm giác thúc giục trước khi xuất hiện triệu chứng tích này. Và khi mà các cái biểu hiện này sẽ biến mất khi mà xuất hiện cái triệu chứng tích. Thì đến cái phân loại tích thì tích được chia làm hai nhóm là tích vận động và tích âm thanh. Trong đó mỗi loại tích vận động và tích âm thanh nó được chia nhỏ thành nhóm là đơn giản hay phức tạp. Như vậy thì chúng ta có muốn giống triệu chứng tích là vận động đơn giản, tích vận động phức tạp, tích âm thanh đơn giản và tích âm thanh phức tạp. Đó thì tích vận động đơn giản là những cái vận động đột ngột, ngắn, lặp lại, không chú ý giới hạn một số nhóm cơ. Ví dụ như là nháy mắt, liếc mắt, nhăn mặt, nhún vai, giật vùng đầu cổ, vòng bụng, giật mũi, cử động miệng, biểu môi hay giật tay. Trong khi đó, tích vận động phức tạp là những cái cử động riêng biệt hoặc là phối hợp của nhiều nhóm cơ, biểu hiện gần có thể là sự kết hợp của các tích đơn giản. Ví dụ như là quay đầu cộng với là nhún vai, hoặc là những cái biểu hiện thành những cái hành động phức tạp như là hành động tự tiểu, hoặc là chứng ngại động tác, hoặc là bắt chước cái hành động của ai đó. Thì đến với tích vận động âm thanh là những cái biểu hiện phát âm vô nghĩa gồm hắng giọng, ho, khỉ mũi, bịt mũi, lầm bầm, khạc nhổ, hét lên, sủa, tích gió hoặc là những cái tiếng kêu e hèm. Trong khi tích vận động phức tạp là nói lặp lại các từ cụm từ hoặc câu, gần như là nói lắp là lặp lại các từ cụm từ của chính mình, nói nhái lại là lặp lại các cụm từ của người khác, và chứng nói tục là cách nói tục tiểu không chú ý. Thì sau đây em xin trình bày về cái các cái video của là để cho mọi người rõ ràng hơn về các triệu chứng. Đây là vận động đơn giản, tích vận động, đây là những cái biểu hiện nháy mắt, nháy mắt liên tục. Đây là các cái vận động đảo mắt, các bệnh nhân đảo mắt liên tục nhìn lên. Đây là các cái biểu hiện mà miếng môi, chu môi hay là biểu môi à.
Đây là biểu hiện chuôn mũi á, là nhăn mặt à. Đây là cái biểu hiện bệnh nhân nắm chặt tay lại ngồng mà từng nhịp. Đây là cái triệu chứng rút vai. Nhún vai liên tục. Là biểu hiện giật cái cánh tay. Ta buông tay lên, đây chính gật đầu, nhân có thể gục đầu ra phía trước hoặc là ngửa đầu ra phía sau. Sang hai bên. Chỉ chứng lắc đầu. Xoay tròn cái cẳng chân, cổ chân. Với cái động tác là tiết vận động phức lỗi. Là triệu chứng bệnh nhân nhìn lên há miệng ra. Là bệnh nhân gì cái triệu chứng quay đầu và kèm theo cái cử động tay bất thường. Đây là cái biểu hiện của tích âm thanh đơn giản. Đây là tiếng khịt mũi như là đánh hơi. Đây bệnh nhân biểu hiện là tiếng ho. Đây bệnh nhân tặc lưỡi, những cái biểu hiện tặc lưỡi. Nhân có biểu hiện tiếng gầm gừ. Đây là tiếng bọc môi à. Tiếng thở hổn hển. Giống như tiếng nuốt nước bọt vậy. Những cái tiếng ré cái tiếng như vo tiếng sủa giống như là tiếng kêu của động vật. Có thể biểu hiện bằng những cái tiếng cười ồn ào.
hợp tác là hết. Và tiếp đến là em xin về tích âm thanh phức tạp. Tích âm thanh phức tạp thì cũng có những cái biểu hiện là coprolalia là chứng nối tục nó không phù hợp. Cái chứng nhại lời, lặp lại những cái lời của người khác hoặc là lặp lại lời của chính mình. Thì sau đây em xin chuyển qua phần chẩn đoán phân biệt. Thì cần chẩn đoán phân biệt tích với các cái rối loạn vận động. Nhóm rối loạn vận động gồm có các cái rối loạn định hình, giật cơ, loạn trương lực, vú vờ, hay là cần chẩn đoán phân biệt với cái nhóm ngộ độc chất như là các cái kích thích nhóm mức chế serotonin chọn lọc hoặc là lamotrigine, cocaine. Thì cần phân biệt với các cái rối loạn phát triển và các cái rối loạn vận động lành tính ở trẻ nhỏ, ví dụ như là chứng dậy của kịch phát lành tính, của chứng Sandifer, chứng buồn trùng lành tính ở trẻ sơ sinh và các cái cơn rùng rùng mình. Các cái bệnh thần kinh khác hay còn gọi là nhóm tích trước phát á, là một cái chẩn đoán phân biệt lớn của rối loạn tích trước phát. Thì ta thấy là triệu chứng tích với nhóm này hiếm khi là cái biểu hiện thần kinh duy nhất, thường là kết hợp với các cái bất thường thần kinh khác. Ví dụ biểu hiện mà chỉ những cái tổn thương như là những tổn thương của khối chấn chỗ, chấn thương, bệnh não thiếu oxy, đột quỵ, hoặc là tổn thương vùng dưới vỏ thiềm cán, bệnh Wilson, bệnh nhiễm ký sinh trùng thần kinh trung ương, hội chứng Huntington tinh hay là các nhóm bệnh thoái hóa thần kinh. Thì ngoài ra thì cái nhóm tích âm thanh đơn giản ấy, còn cần chẩn đoán phân biệt với các cái biểu hiện của viêm nhiễm cái đường hô hấp trên, ví dụ như là dị ứng viêm mũi, thì ta thấy là viêm mũi dị ứng và các cái viêm kết mạc dị ứng có thể biểu hiện bằng kịch mũi, chớp mắt và các triệu chứng ở vùng mặt giống như tích, hoặc là hen suyễn thể ho như các cái biểu hiện ho mãn tính liên quan đến việc tiếp xúc với các cái chất gây dị ứng. Thì đến với phần chẩn đoán của rối loạn vận động thì ta thấy rằng rối loạn vận động được chia thành là theo nhịp và không theo nhịp. Thì theo nhịp thì ta có điển hình đó là rung, không theo nhịp thì mình sẽ chia theo thời gian, đó là chậm duy trì hay là nhanh. Cái nhóm chậm thì chúng ta có muốn vờn, giống như thì chúng ta có loạn trương lực. Cái đó nhóm nhâm thì chúng ta chia làm hai nhóm lớn, đó là nhóm không kiểm soát được triệu chứng và có kiểm soát được triệu, có thể kiểm soát được triệu chứng. Còn nhóm không kiểm soát gồm có muốn giật và giật cơ, và cuối cùng là nhóm rối loạn vận động không theo nhịp, nhanh có kiểm soát, thì là chúng ta còn lại là tích. Thì đến với chẩn đoán phân biệt tích thước phát thì nhóm tích thước phát thì bao gồm là các cái hội chứng di truyền như là hội chứng Down, hội chứng nhiễm chất thải giới tính X dễ dãi, u xơ cũ, các nhóm bệnh nhiễm trùng như là PANS hay PANDAS, viêm não, giang vai thần kinh hay là bệnh Rofecertop. Cần phân biệt với các nhóm ngộ độc như là ngộ độc carbon monoxide, thủy ngân hay ong đốt, và phân biệt với các tác dụng phụ của thuốc như là các thuốc kích thích như là methylphenidate, amphetamine, cocaine, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin và lamotrigine. Về những cái nhóm khác như là u đột quỵ, chấn thương đầu, thì nghi ngờ nhóm tích thước phát khi mà các triệu chứng xuất hiện ở trẻ lớn hơn, với các triệu chứng bắt đầu đột ngột và xấu đi nhanh chóng trong vòng vài ngày đến vài tuần và kèm theo các cái dấu hiệu thần kinh khác. Thì về cận lâm sàng thì viện não và các cái chẩn đoán hình ảnh học thần kinh, kiểm tra tâm lý và xét nghiệm thì thường như là không được khuyến cáo thường quy. Trên CT hoặc là MR sọ não thì chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh không đặc hiệu như là nhân mô nhỏ hơn, vùng não trắng chậm hơi mỏng và với cái não thực trẻ nhẹ, với các khe bên thì sâu hơn. Các cái xét nghiệm được chỉ định chủ yếu là để loại trừ tích thước phát, bao gồm là xét nghiệm hemoglobin, chức năng gan thận, tuyến giáp, ferritin, SO v.v. vi lăng nhiễm trùng hoặc là MRI sọ não. Tùy theo cái tình huống lâm sàng thì chúng ta có thể chỉ cho những cái chỉ định cận lâm sàng phù hợp. Thì về nguyên nhân thì tích đã từng được coi là một căn bệnh bí ẩn với nguyên nhân và sinh lý bệnh phần lớn thì chưa được rõ. Tuy nhiên sau này thì rối loạn tích đã được chứng minh là một tác phổ rối loạn phát triển thần kinh có cơ chế bệnh sinh là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như là di truyền, môi trường, tâm lý và các chất nhiễm truyền thần kinh. Thì có nhiều bằng chứng cho thấy rằng tích là do sự giải trí trong vùng vỏ não thể phân, đồi thị, vỏ não hạch nền, cơ chế mà được cho là dẫn đến sự rối loạn chức năng của các hệ vận động và hệ viền. Thì người ta đã thấy là sự mất cân bằng của các tín hiệu ức chế ở tích
hay là cơ chế phân tử để tạo ra chất và các triệu chứng liên quan. Sau đó thì hoạt động quá mức của thể vân, dopamine ở thể vân thì hoặc là quá mẫn với cụ thể, dopamine trong synapse có thể tạo ra các triệu chứng tích. Ngoài ra thì vai trò của các cơ cụ thể như adenosine hoặc là các chất kích thích như là glutamate, histamine hoặc là cannabinoid nội sinh cũng tham gia vào quá trình đi các triệu chứng tích. Ngoài ra thì trong các nghiên cứu trên hoang rơi cũng đã ủng hộ các nguyên nhân của các rối loạn tích xuất phát từ các cái phần vỏ não thể vân đồ thị thạch nền này, thông qua các hình ảnh là thấy được các hình ảnh là giảm thể tích nhân đuôi ở trên những cái bệnh nhân có hội chứng Tourette, và các thể tích nhân đuôi này tương quan nghịch với mức độ nghiêm trọng của triệu chứng tích. Và trên các cái nghiên cứu MRI trên những cái bệnh nhân rối loạn Tourette và rối loạn các bệnh tưởng giác cũng đã cho thấy rằng thể tích bất thường là bất đối xứng với vùng vỏ não trước trán, bao gồm sự mỏng đi của hồi đai trước và cái vùng vỏ não cái hậu mắt, cũng là những cái biểu hiện của các bệnh nhân rối loạn tích và ám ảnh tưởng chế. Về mặt di truyền thì các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng rối loạn tích cũng như là rối loạn Tourette có khả năng kế thừa cao và hệ số di truyền lên đến 0,77. Cụ thể là trong nghiên cứu sinh đôi cùng tính cho thấy rằng sự tương đồng trong chẩn đoán Tourette, rối loạn Tourette là 50-70%, rối loạn tích là 70-95%. Khi các cặp song sinh nhị hợp tử thì tỷ lệ tương đồng với tỷ lệ thấp hơn nhiều, lần lượt là 8-23%. Mặc dù cơ chế di truyền chưa được biết, các dữ liệu hiện tại thì gợi ý rằng rối loạn tích liên quan đến một cái kiểu di truyền song tính với di truyền đến từ cả hai phía cha và mẹ, thì người ta đã ghi nhận được rằng là người thân cấp 1 có nguy cơ tăng gấp 5-15 lần mắc phải hội chứng Tourette so với dân số chung. Ngoài ra thì tích còn được cho là một cái kiểu mẫu di truyền phức tạp. Trên cái nghiên cứu tương quan toàn bộ dụng chất thể ở 1.285 bệnh nhân rối loạn Tourette trên 4.964 người đối chứng, thì người ta đã thấy rằng người ta đã phát hiện ra rằng là một lô test là FLT3 trên dụng chất thể 13 với tỷ suất trên là 1.16 có thể giúp dự đoán hội chứng Tourette. Ngoài ra thì còn tìm thấy các đột biến gen SLIT1 là gen tham gia vào sự tăng trưởng đôi da ở các vùng liên quan đến rối loạn tích như là vùng vỏ não, vùng đồi thị, vùng dưới đồi và các nhân cầu nhạt, thể vân và tiểu não. Một cái phân tích tổng hợp khác về 8 bệnh rối loạn tâm thần, bao gồm cả rối loạn tăng trưởng tập trung, rối loạn ám ảnh tưởng chế, rối loạn Tourette, trong 232.964 trường hợp và 5.000 nhóm chứng đã cho kết quả là có đến 109 cái locus liên quan đến trên 2 cái rối loạn tâm thần và 23 cái locus liên quan đến trên 4 cái rối loạn tâm thần. Thì từ cái phân tích này thì chúng ta có thể kết luận được là tích thì có tính đa gen và tích và các bệnh đi kèm thì có thể có chung một nguồn gốc di truyền trùng lặp. Ngoài ra thì một cái nguyên nhân di truyền hiếm gặp khác được tìm thấy có thể được coi là của cái rối loạn Tourette là đột biến tổng hợp L-histidine đề cập monocyla, một enzyme trong cái hệ thần kinh trung ương xúc tác tổng hợp histamine từ histidine làm giảm sản xuất histamine. Thì đột biến này được phát hiện trong một cái gia đình hai thế hệ có khá nhiều người mắc hội chứng Tourette, là một cha và tám người con. Thì đây là di truyền phổ trong những sắc thể thường. Thì phát hiện cái đột biến này đã mở ra hướng sử dụng cho các đặc tính của chất di truyền của nhóm histamine để điều trị hội chứng Tourette. Thì đây là bảng các yếu tố nguy cơ của hội chứng Tourette, thì gồm có tiền nhân gia đình là thế hệ thứ nhất có hội chứng Tourette, rối loạn tích mãn tính hoặc là rối loạn ám ảnh tưởng chế, nam rối loạn tâm thần. Thì như chúng ta thấy là bệnh tăng động kém tập trung thì có 30% bệnh tăng động kém tập trung phải cái tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn tích. Bệnh ám ảnh tưởng chế thì 30% cũng 30% bệnh nhân có bệnh ám ảnh tưởng chế phải tiêu chuẩn chẩn đoán tích và các rối loạn lo âu cảm xúc khác. Ngoài ra các yếu tố môi trường như là bắt chước người khác hoặc là những cái yếu tố tâm lý như căng thẳng, lo âu, nóng nảy thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ của rối loạn Tourette. Ngoài ra các cái biến chứng sản khoa như nhẹ cân, ma mẻ hút thuốc lá hoặc các biến chứng sản khoa cũng là một cái yếu tố nguy cơ của rối loạn Tourette. Thì về các cái bệnh đi kèm thì người ta thấy là 50% bệnh nhân tích và hơn 80% rối loạn Tourette mắc ít nhất một bệnh đi kèm.
60% bệnh nhân có trên hai bệnh đi kèm, và bệnh rối loạn tăng động kém tập trung là phổ biến nhất, chiếm đến tỷ lệ có thể lên tới 50-60%. Tiếp đến là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế với tỷ lệ từ 36-50%. Thì người ta cũng ghi nhận được rằng sự khác biệt về giới tính trong tỷ lệ của rối loạn tích hay là rối loạn tương tác của các bệnh đi kèm, thì trẻ trai thì hay gặp cái nhóm tăng động kém tập trung, rối loạn học tập, rối loạn tư xử, và trẻ gái thì hay gặp cái nhóm rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Người ta thấy rằng bệnh đi kèm làm tăng mức độ phức tạp và nghiêm trọng của rối loạn tích, ảnh hưởng lên đến sự phát triển tâm lý, làm giảm khả năng học tập, giảm khả năng thích nghi xã hội và gây khó khăn và thách thức đối với việc chẩn đoán và điều trị cũng như tiên lượng. Thì như trình bày thì bản thân rối loạn tích thì tương đối là lành tính, tuy nhiên là tương đối là các bệnh rối loạn tâm thần đồng mắt chiếm tỷ lệ khá cao. Thứ nhất là nhóm tăng động kém tập trung, chúng ta thấy rối loạn tích có bệnh tăng động kém tập trung đi kèm chiếm đến 50%, thì tương tự tỷ lệ này là 60-80% đối với cái nhóm hội chứng Tourette. So với dân số chung thì tỷ lệ tăng động kém tập trung chỉ khoảng là 2-12% mà thôi. Thì các cái triệu chứng rối loạn tăng động kém tập trung này thường xảy ra trước khi mà biểu hiện khoảng 2-3 năm. Ta thấy khi mà các cái biểu hiện và các triệu chứng tăng động kém tập trung đồng xuất hiện đó, thì làm tăng các cái tỷ lệ rối loạn thành viên tự sát cũng như là rối loạn học tập lên đến 4 lần. Tiếp theo là em sẽ đến với lại cái nhóm bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là cái bệnh tâm thần đồng mắt đứng thứ hai so với cái tăng động kém tập trung. Thì các nghiên cứu dịch tễ đã ghi nhận rằng là có tới 20-60% bệnh nhân rối loạn Tourette có cái mắc bệnh OCD so với là 0.5-3.6% trong dân số chung, và 30% mắc cái bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì có biểu hiện. Thì thường các cái triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường xuất hiện ở tuổi thiếu niên và rất là nhiều năm sau khi mà phải phát tích. Nhóm thứ ba là nhóm lo âu và trầm cảm, cũng là nhóm bệnh tâm thần đồng mắt khá là thường gặp với tỷ lệ từ 19-80%, tùy thuộc vào các cái triệu chứng có khởi phát sớm hay không, các triệu chứng có nặng hay không và có kéo dài hay không. Thì độ tuổi khởi phát các triệu chứng cũng thay đổi, với là lo âu và kèm theo tích, các bình thường khởi phát vào khoảng 4 tuổi và những loại kế sắc mà kèm theo tích thì thường khởi phát ở lứa tuổi trẻ hơn là 7 tuổi. Đối với rối loạn học tập thì rối loạn học tập thường gặp trong rối loạn tích mãn, như là rối loạn tích vận động mãn tính, rối loạn âm thanh mãn tính, hoặc là rối loạn Tourette, thì hoặc là cái chỉ là đơn thuần là tích âm thanh, thì với tỷ lệ lên tới là 23%. Thì các bệnh nhân rối loạn Tourette thì thường có chức năng nhận thức bình thường, tuy nhiên một số trẻ nhỏ thì có các vấn đề liên quan đến chức năng điều hành như là thay đổi qua sự khác biệt biểu hiện lời nói trong các IQ, bệnh nhân có thể suy giảm từ vấn đề thị lực. Người ta đã thấy rằng một số yếu tố có thể làm trẻ mắc hội chứng Tourette có kết quả học tập kém, bao gồm các triệu chứng tích về tích gây hấn, bệnh nhân có cái tiềm năng khó khăn trong giao tiếp xã hội có, hoặc là bệnh nhân mắc các cái nhóm bệnh như là tăng động kém tập trung, hoặc là rối loạn cưỡng chế trước đó, hoặc là bệnh nhân sử dụng quá là nhiều thuốc. Thì nhóm bệnh đi kèm thứ năm là nhóm hành vi gây rối, thì bao gồm là những cái đợt bùng phát giận dữ hung hăng thì khá là thường gặp trong hội chứng Tourette với tỷ lệ lên đến 25-70%. Thì vai trò của các bệnh động mắc được xem như là một yếu tố nguy cơ gây của cái hành vi gây rối, trong đó thì cái hành vi mà tự tổn thương trong hội chứng Tourette được cho là có tương quan với lại các cái triệu chứng xung động hoặc là kiểm soát xung động của cái bệnh tăng động kém tập trung. Và cuối cùng là rối loạn giấc ngủ, thì rối loạn giấc ngủ thường bao gồm rối loạn giấc ngủ trong rối loạn tích thì bao gồm những khó khăn khi mà bệnh nhân vào giấc ngủ, hoặc là khi mà những có khó khăn mà khi bệnh nhân duy trì giấc ngủ. Thì các vấn đề giấc ngủ thường đi kèm với các bệnh đồng mắt như là tăng động kém tập trung, rối loạn lo âu, rối loạn trí sắc và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thì việc quản lý giấc ngủ hiệu quả có thể cải thiện được cả về mức độ nặng và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống. Thì đây là một sơ đồ về mối quan hệ giữa cái mức độ nghiêm trọng của rối loạn tích mạng và hội chứng Tourette với các bệnh lý tâm thần đi kèm. Thì ta thấy là cái triệu chứng Echolalia là cái dạy lời và Halophenoma là có thể gặp trong toàn bộ rối loạn tích mạng, nhưng cái triệu chứng tiếng nói tục có thể liên quan đến các cái kiểu hình nghiêm trọng hơn. Cụ thể là trong nhóm này chủ yếu là nhóm rối loạn Tourette kèm theo các cái bệnh lý tâm thần như là tăng động kém tập trung, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu, trầm cảm. Sau đây em xin qua phần đánh giá mức độ nặng của rối loạn.
thì mức độ nặng của rối loạn tức tùy thuộc vào các bệnh đi kèm và mức độ suy giảm chức năng, được chia làm ba nhóm: nhẹ, trung bình và nặng, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập hoặc là sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Trong đó thì nhẹ là gồm các triệu chứng nhẹ, không ảnh hưởng đến cuộc sống, không ảnh hưởng đến cuộc sống, không ảnh hưởng đến học tập cũng như các hoạt động xã hội. Mức độ trung bình thì gồm các cái triệu chứng tích thường xuyên cản trở đến cái chức năng hoạt động bình thường hoặc là các hoạt động xã hội. Và cuối cùng là rối loạn tức nặng, bao gồm các cái triệu chứng tích rất là thường xuyên ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống, học tập cũng như là các hoạt động xã hội. Thì công cụ đánh giá mức độ nặng của rối loạn tức phổ biến nhất hiện nay là thang điểm đánh giá tổng thể mức độ nặng của tức theo nhau, tức là thang điểm YCTS. Thì đây là một cái bản phỏng vấn lâm sàng lần đầu tiên được mô tả bởi tác giả Lachman vào năm 1889. Trong đó thì tác giả quy định là dưới 25 điểm là được xếp loại mức độ nhẹ, từ 25 cho đến 50 điểm là mức độ trung bình và trên 50 điểm là mức độ nặng. Thì thang điểm đánh giá tổng thể mức độ nặng của tích theo gieo YGTSS là một cái bản phỏng vấn lâm sàng gồm 3 phần với tổng điểm là 100 điểm. Thì phần đầu tiên là gồm các cái bản kiểm triệu chứng, thì gồm các bản kiểm triệu chứng tích vận động và bản kiểm triệu chứng tích âm thanh. Phần thứ hai là hệ thống điểm số đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tích vận động hoặc âm thanh riêng biệt trong 5 mục là số kiểu cơ, tần suất, cường độ, độ phức tạp và mức độ ảnh hưởng. Thì mỗi mục là chia nhỏ từ mục nhỏ ra từ 0 cho đến 5 điểm, tối đa là 50 điểm. Phần thứ ba là đánh giá mức độ suy giảm chức năng và sự tự tin, giao tiếp xã hội, học tập cũng như là công việc của trẻ, gồm có 6 mục, mỗi mục từ 0 cho tới 50 điểm. Thì qua thang điểm YCTSS ta thấy là số lượng bệnh đi kèm liên quan đến mức độ nghiêm trọng của tích, và việc thực hiện lại cái bản điểm này giúp theo dõi diễn biến bệnh và đánh giá một cách hệ thống đáp ứng điều trị của bệnh nhân đối với lại đối với tích điều trị. Thì như vậy thì cái ưu điểm của thang điểm này là thang điểm này đã được sử dụng rộng rãi từ trước đến giờ với cái độ tin cậy cao. Thang điểm này có sẵn bản kiểm triệu chứng thì giúp cho người dùng có thuận tiện trong với việc kiểm tra các triệu chứng tích và các cái biểu hiện tích thì khá, do là các cái biểu hiện tích khá đa dạng và dễ soát triệu chứng. Và cái bản kiểm này thì khá là nhạy với thay đổi điều trị. Tuy nhiên khuyết điểm của thang điểm này là không nhạy với sự thay đổi ở những cái bệnh nhân mà rối loạn tích quá nặng và thường xuyên. Đối với những cái bệnh nhân mà biểu hiện tích âm thanh á, thì khi mà bệnh nhân có thay đổi triệu chứng một chút xíu thôi thì cũng ảnh hưởng đến cái thang điểm điểm số khá là lớn. Và cuối cùng là thang điểm này thì khá là dài, gây khó khăn trong việc áp dụng trên lâm sàng, đặc biệt là trong điều kiện bệnh quá tải trong các phòng khám thần kinh. Tiếp theo thì em xin đến phần điều trị. Thì mục tiêu quan trọng của điều trị rối loạn tích là giúp cho trẻ tự tin, tăng khả năng tự phục hồi triệu chứng và các kỹ năng xã hội, giúp giảm các trở ngại trong học tập và hòa nhập xã hội. Như vậy là việc quản lý trẻ rối loạn tích đòi hỏi một loạt các can thiệp bao gồm các tư vấn giáo dục, trị liệu hành vi nhận thức và thuốc. Vì vậy việc quyết định điều trị dựa trên mức độ gây tổn hại và ảnh hưởng của triệu chứng đến cái chất lượng cuộc sống của tích và các bệnh đi kèm. Thì đây là cái bảng mà xử lý cái hướng xử lý điều trị của rối loạn tích. Thì bệnh nhân rối loạn tích thì được chia thành rối loạn tích nguyên phát và thứ phát. Nếu là tích thứ phát thì mình sẽ điều trị nguyên nhân, còn tích nguyên phát thì mình sẽ chia thành hai nhóm là tích tạm thời và tích mãn tính, gồm có tích vận động mãn tính, tích âm thanh mãn tính và hội chứng Tourette. Thì đối với tích tạm thời thì nếu bệnh nhân nhẹ thì mình có thể theo dõi thôi, đối với bệnh nhân nặng thì có thể dùng thuốc và theo dõi. Còn trong nhóm rối loạn tích mạng thì ta sẽ đánh giá có cái bệnh đi kèm theo hay là không. Nếu có thì mình sẽ điều trị tích và bệnh đi kèm, nếu không có thì mình sẽ xem xét lại coi bệnh nhân ở cái mức độ nào. Nếu mức độ nhẹ thì mình có thể dùng các cái phương pháp can thiệp không dùng thuốc, còn đối với bệnh nhân trung bình và nặng thì có thể tư vấn cho bệnh nhân vấn đề dùng thuốc. Thì đầu tiên trong điều trị tích là chúng ta phải giáo dục bệnh nhân, gia đình và nhà trường với cái mục tiêu là tạo ra một cái môi trường cởi mở để hỗ trợ trẻ có thể thoải mái kể cho cha mẹ, thầy cô về những cái vấn đề rắc rối của trẻ gặp phải, và cũng là một cái cơ hội để giúp cho cha mẹ và thầy cô hiểu rõ cái tình trạng của bệnh bằng cách là thông báo cho thân nhân và thầy cô giáo về tình trạng bệnh cũng như nguyên nhân của bệnh, nêu rõ các yếu tố có thể làm trầm trọng các triệu chứng như là khả năng tự kiềm chế triệu chứng tích của trẻ, từ giải thích rõ về diễn biến bệnh và mức độ của bệnh, nêu rõ các cái bệnh lý phối hợp thường gặp cũng như là các vấn đề và các cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân, và cuối cùng chúng ta nên cho thân nhân hiểu rõ về tương lượng của bệnh, giúp tránh cái tình trạng hoang mang lo lắng không đáng có của bệnh.
Vậy cái phương pháp đầu tiên trong liệu tích đó là liệu pháp hành vi. Trong đó thì phương pháp can thiệp hành vi toàn diện đối với tích là CVAT được áp dụng ở cả trẻ em và người lớn, có hiệu quả cao, tỷ lệ thì đáp ứng nhanh. Phương pháp này được đánh giá là vượt trội so với lại chỉ đơn thuần là liệu pháp hỗ trợ và giáo dục tâm lý. Tuy nhiên, phương pháp này thì không có lợi đối với những cái bệnh nhân tích có tàn phế. Cái liệu pháp hành vi đảo ngược thì đây là một cái lựa chọn điều trị hàng đầu đối với tích, thì được áp dụng ở những cái triệu chứng tích đơn lẻ gây khó chịu quá mức, gây ra thương tích hoặc là đau đớn cho bệnh nhân. Liệu pháp này thì huấn luyện bệnh nhân nhận ra các triệu chứng và thực hiện một cái vận động có ý nghĩa khác khi mà tích xảy ra. Thì lợi ích của liệu pháp hành vi đảo ngược này có thể duy trì đến tối đa là 10 tháng. Thì chúng ta cũng cần lưu ý là các cái biện pháp can thiệp của cái phương pháp là CBT này tập trung vào việc quản lý tích hơn là chữa các cái triệu chứng tích. Thì tôi xem với vấn đề điều trị tích bằng phương pháp dùng thuốc, thì thời gian dùng thuốc sẽ phải kéo dài, khá là phải tư vấn cho bệnh nhân cái thời gian dùng thuốc khá là kéo dài, khoảng từ 1 cho đến 2 năm, với cái bốn cái giai đoạn là giai đoạn điều trị cấp thì mình chủ động kiểm soát các triệu chứng và rút ngắn cái thời gian bệnh. Thì chúng ta thường bắt đầu từ liều tối thiểu, tăng dần từ từ lên trong vòng 1-2 tuần cho đến khi đạt được cái liều hiệu quả. Bây giờ thứ hai là chúng ta sẽ bước qua giai đoạn là củng cố điều trị. Thì củng cố cái hiệu quả điều trị, thì mục tiêu của chúng ta là củng cố cái hiệu quả điều trị, tăng ngừa tái phát và thúc đẩy phục hồi chức năng. Thì sau khi các triệu chứng tích được kiểm soát thì chúng ta nên tiếp tục điều trị với cái liều lượng liều tương tự, ít nhất kéo dài khoảng 1-3 tháng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn duy trì. Thì giai đoạn này giúp ngăn ngừa cái sự tái phát, duy trì tốt cái chức năng hàng ngày và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì nhân duy trì thời gian kéo dài từ khoảng từ 6 cho đến 12 tháng. Liều với liều duy trì thì mình sẽ giảm hơn một chút, là từ khoảng 1/2 cho đến 2/3 liều tối đa để dùng trước đó. Và cuối cùng là giai đoạn ngừng thuốc. Nếu mình thấy là cái triệu chứng tích đã được kiểm soát tốt rồi thì mình sẽ rút từ từ thuốc. Thì thường thì mình sẽ giảm liều từ từ, thời gian kéo dài ít nhất cũng từ 1 cho đến 3 tháng. Thì trong cái quá trình mà điều trị thì nếu mà các cái triệu chứng tái phát hoặc là trầm trọng hơn thì chúng ta quay lại trước đó hoặc là tiếp tục cái quá trình điều trị lại từ đầu. Thì đến với các cái nhóm thuốc ức chế tích, thì các cái nhóm thuốc ức chế tích bao gồm là thứ nhất là đồng bọn alpha thuốc, và thứ hai là nhóm thuốc ức chế dopamin, thứ ba là các cái nhóm thuốc ức chế tích khác. Và sau đó thì em sẽ trình bày một số cái thuốc ức chế tích tiềm năng. Thì về chỉ định thì mình sẽ chỉ định với các cái rối loạn tích ở mức độ trung bình hoặc nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến học tập và các hoạt động xã hội của trẻ, và chỉ định khi mà các cái liệu pháp giáo dục tâm lý cũng như các cái liệu pháp hành vi không có hiệu quả hoặc là không có chỉ định. Thì khi mà điều trị các cái nhóm thuốc ức chế tích thì thân nhân cần phải hiểu rằng cái việc điều trị thì không phải là chắc chắn hoàn toàn khỏi, mà mục tiêu điều chủ yếu là cải thiện việc kiểm soát và mức độ nghiêm trọng của tích. Hiệu quả của việc điều trị các cái thuốc ức chế tích là khoảng 60%. Thì lúc nào chúng ta cũng phải khởi đầu với cái đơn trị liệu với liều thấp và tăng dần, và chú ý không được thay đổi hoặc là ngừng thuốc đột ngột quá sớm. Đây là cái bảng một số thuốc ức chế tích được chứng minh là có hiệu quả qua ít nhất một nghiên cứu mùa đôi của đối chứng. Thì trong bảng này có trình bày đầy đủ về liều khởi đầu, liều hiệu quả cũng như là thời gian đạt hiệu quả của các nhóm thuốc ức chế tích, và các anh chị em đồng nghiệp có thể tham khảo thêm. Thì đầu tiên là em xin đến với cái nhóm thuốc đồng bọn alpha. Thì đây là một cái lựa chọn tốt cho những cái bệnh nhân mà rối loạn tích, đặc biệt là những bệnh nhân rối loạn tích có kèm theo tăng động kém tập trung. Tuy nhiên mình cần phải lưu ý đến cái nhóm các tác dụng phụ như là an thần, đau đầu, chóng mặt, khó chịu, có miệng và ngất. Đây là bảng các thuốc đồng bọn alpha. Thì hiện tại thì có hai nhóm thuốc hay sử dụng, đó là guanfacin và clonidin. Thì thực tế trên thị trường Việt Nam hiện nay thì cái guanfacin vẫn chưa được lưu vào chính thức. Đến với lại các cái nhóm thuốc ức chế dopamine thì là một cái nhóm thuốc ức chế tích thứ hai trong điều trị tích. Thì đây là cái nhóm ức chế tích được cho là mạnh nhất, được thêm vào hoặc là thay thế khi mà đồng bọn alpha 2 không hiệu quả. Đây là cũng là cái nhóm thuốc được sử dụng rộng rãi nhất trong điều trị tích ở nước ta hiện nay, bao gồm thuốc chống loạn thần cổ điển và nhóm thuốc chống loạn thần không điển hình. Thì nhóm thuốc chống loạn thần cổ điển thì có hai loại thuốc được FDA công nhận, đó là haloperidol và bimuzid. Thì bimuzid thì hiệu quả hơn và dung nạp tốt hơn là haloperidol. Tuy nhiên là bimuzid thì hiện nay trên thị trường Việt Nam cũng chưa có. Tuy nhiên cái nhóm chống loạn thần cổ điển này thì không được ưa chuộng sử dụng nhiều, bởi vì các tác dụng phụ như là an thần, trầm cảm và suy nhược thần kinh.
Đến với cái nhóm thuốc chống loạn thần không điển hình thì ta có hai cái nhóm thường được sử dụng, đó là risperidone và aripiprazole. Đây là thuốc ức chế đau bên thường được sử dụng đầu tay với ít tác dụng phụ ngoại tháp. Tuy nhiên cũng các cái nhóm thuốc này cũng dung nạp kém vì có thể dễ gây buồn ngủ, tăng cân và gây các cái hội chứng rối loạn chuyển hóa như rối loạn chuyển hóa glucolipid. Về các cái nhóm thuốc ức chế thích khác thì bao gồm là clonazepam, thì cái clonazepam hiệu quả trên bệnh nhân có các rối loạn thích kèm với rối loạn liên lo âu. Tuy nhiên thì cũng lưu ý các tác dụng phụ là tác dụng an thần và mất thăng bằng. Nhóm thứ hai là nhóm tetrabenazine, thì là thuốc làm suy giảm dopamine có hiệu quả ức chế tích. Thì trong một cái nghiên cứu off label thì tetrabenazine thì làm giảm mức độ từ vừa đến đáng kể các triệu chứng tích sau 2 năm theo dõi. Thì nhóm này cũng có các cái tác dụng phụ như là an thần, và giảm mất ngủ và Parkinson. Nhưng mà lưu ý là trẻ em thì có thể dung nạp liều tetrabenazine cao hơn người lớn. Thuốc này được dùng vào 2 đến 3 lần một ngày. Và cái phương pháp thứ ba là phương pháp tiêm độc tố botulinum tại chỗ, thì cân nhắc trong vài trường hợp nặng hoặc là có thể gây tổn hại cho bản thân, gồm có tích kèm cái rối loạn trương lực cơ cổ hoặc là có tắc nghi mắc nặng hoặc là tích âm thanh nghiêm trọng như là cái chứng nói tục. Thì hiện tại chỉ có một cái thử nghiệm ngẫu nhiên tiêm độc tố botulinum toxin trên bệnh nhân rối loạn tích đã được báo cáo, thì đã ghi nhận rằng là triệu chứng cải thiện sau 2 tuần với tác dụng phụ thường gặp nhất là đau và yếu. Đối với nhóm mà ức chế tích tiềm năng thì gồm có ramipexol là một chất chủ quản của dopamine, nifedipine, verapamil và fluoxetine đã được báo cáo là có lợi ích trong một vài ca lâm sàng. Nhóm thuốc tác động lên thụ thể glutamate bao gồm deserin, siloserin, sacoserin, modafinil, riluzole, memantin và talazoparib. Nhóm thuốc thì tăng cường các hoạt động của GABA như là topiramate, tiagabine, tigabatrin, zovidam, vân vân. Nhóm thuốc đối kháng với lại 5-HT2-beta-serin như là ondansetron hay là baclofen. Và cuối cùng là nhóm ức chế androgen, vì là người ta thấy là tích hay xảy ra ở trẻ nam nhiều hơn. Trẻ nữ thì người ta sẽ đặt ra là giả thiết là không biết liệu cái nhóm thuốc ức chế androgen có thể có cái hiệu quả trên điều trị tích hay không, thì cái này đang được nghiên cứu. Về điều trị bệnh tích kèm theo bệnh tăng động tác cực trung thì thuốc chủ yếu là thuốc đồng bọn alpha 2 như là clonidine và atomoxetine hyaluronic là phương pháp điều trị đầu tay. Thì cái thuốc atomoxetine thì không gây ra hoặc làm mạnh hơn triệu chứng tích, trong khi là cái nhóm mà methylphenidate thì làm tăng nguy cơ nặng hơn các triệu chứng tích. Thì để mà giảm cái biểu hiện này, giảm cái thì tăng cái triệu chứng tích đó, thì người ta các tác giả khuyến cáo dùng thuốc giảm thụ thể dopamine là tiaprit kết hợp với lại liều thấp methylphenidate khoảng là từ 1/4 cho đến 1/2 liều thông thường trong các vấn đề điều trị rối loạn tích và bệnh nhân tăng động kém tập trung. Thì đến với điều trị bệnh kết hợp rối loạn tích và rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì như chúng ta đã biết thì bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế kết hợp có thể tạo ra tình trạng căng thẳng, lo lắng, gây ra mức độ nghiêm trọng của gây tăng cái mức độ nghiêm trọng của bệnh tích. Vì vậy cái liệu pháp và nhận thức hành vi là cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả cho rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì bệnh nhân tích. Thì các cái thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có tận chọn lọc được coi là thuốc đầu tiên trong điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có các tác dụng phụ như là mộng đô, an thần, thay đổi khẩu vị, rối loạn chức năng tình dục. Và các cái trường hợp đối với những bệnh nhân mà kháng cái thuốc mà SSRI đơn thuần thì có thể kết hợp với thuốc chống loạn thần không điển hình, có thể giúp kiểm soát cái triệu chứng tích. Còn đối với những cái nhóm bệnh nhân mà tích kèm theo rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng thì chúng ta có thể cân nhắc các phương pháp điều trị như là kích thích não sâu. Thì tới sang phần rối loạn tích kháng trị, thì tích kháng trị được định nghĩa là tình trạng đáp ứng kém với lại điều trị đúng đủ trong thời gian 1 năm. Thì khi mà tiếp cận với tình trạng này thì chúng ta cần phải xem lại, thứ nhất là chẩn đoán, thứ hai là lựa chọn thuốc có phù hợp hay không, liều có đúng hay không, khả năng dung nạp của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có chịu tác dụng phụ hay không và khả năng tuân thủ của bệnh nhân như thế nào. Thì hướng xử trí trong trường hợp tích kháng trị thì chúng ta có thể cân nhắc một số cái thuốc kế tích mới
phương pháp tiêm độc tố botulinum toxin, kích thích từ trường xương sọ hay là kích thích não sau. Thì đây là một cái lưu đồ tiếp cận chẩn đoán và điều trị tích ở trẻ em mới nhất vào năm 2021 của các bác sĩ ở Trung Quốc. Thì để chẩn đoán và điều trị tích ở trẻ em thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cái bác sĩ nhi tổng quát, bác sĩ thần kinh nhi cũng như các chuyên gia về rối loạn phát triển, các chuyên gia về tâm lý tâm thần. Thì đầu tiên thì tiếp cận triệu chứng tích thì chúng ta phải xác định bệnh sử về tích là tích vận động hay tích âm thanh, các cái triệu chứng tích đi kèm, các thay đổi trong học tập, cuộc sống và xã hội của trẻ. Và tiền căn rối loạn tích trong gia đình của trẻ như thế nào và tiền căn dùng thuốc của trẻ như thế nào. Đến với phần thăm khám và đánh giá lâm sàng thì chúng ta phải khám thần kinh cơ bản, làm một số cái xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt, cũng như là làm một số cái xét nghiệm tâm lý để đánh giá các cái bệnh đi kèm. Sau khi đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tích thì ta xem đây là tích nguyên phát hay là thứ phát. Nếu tích thứ phát thì chúng ta điều trị theo nguyên nhân. Nếu tích nguyên phát thì chúng ta phân loại theo ba nhóm, đó là tích tạm thời, tích vận động hay âm thanh mãn tính hoặc là hội chứng Tourette. Thì sau đó chúng ta đánh giá bệnh đi kèm, nếu mà có thì chúng ta điều trị tích và bệnh đi kèm. Nếu bệnh nhân kháng trị thì đánh giá lại toàn diện và đánh giá toàn diện và can thiệp đa phương pháp, bao gồm tâm lý liệu pháp, các cái nhóm thuốc mới hoặc là kích thích não sâu. Thì đây cũng là một cái hướng dẫn khác để điều trị bệnh nhân hội chứng Tourette ở châu Âu, cũng rất mới vào năm 2021. Thì bệnh nhân rối loạn tích thì khi mà tiếp cận bệnh nhân rối loạn tích thì ta cũng giáo dục bệnh nhân, thân nhân và nhà trường rồi chúng ta xét bệnh nhân có các chỉ định điều trị hay là có cái chỉ định điều trị hay không. Nếu mà bệnh nhân không có chỉ định điều trị thì chúng ta theo dõi. Nếu bệnh nhân có cái chỉ định điều trị thì chúng ta đánh giá cái nhóm bệnh đi kèm. Nếu mà có cái bệnh đi kèm thì chúng ta điều trị bệnh đi kèm. Nếu không có bệnh đi kèm thì chúng ta xem coi bệnh nhân có cái chỉ định dùng những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc, là phương pháp các liệu pháp hành vi hay không. Nếu có thì chúng ta sử dụng. Còn nếu mà bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc thì đầu tiên chúng ta bắt đầu khởi động điều trị bằng một loại thuốc. Nếu không đáp ứng thì có thể là kết hợp thuốc hoặc đổi thuốc hoặc là kết hợp với các cái phương pháp điều trị hành vi. Nếu cũng không kiểm soát được tích thì chúng ta có thể chuyển tới các cái trung tâm can thiệp sâu hơn để cân nhắc cái vấn đề dùng cái nhóm thuốc mới, cái tích não sâu. Thì về vấn đề tiên lượng thì tiên lượng chung của rối loạn tích thì tương đối là lành tính. Thì khoảng 50 trẻ sẽ hết triệu chứng vào lứa tuổi vị thành niên hoặc là tuổi trưởng thành. Khoảng 30% trẻ sẽ giảm đi đến tuổi trưởng thành và lên đến 20% có thể kéo, nhưng mà có đến 20% sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành và suốt đời. Chỉ có 5-10% bệnh nhân nặng, đặc biệt là những bệnh nhân có kèm theo cái nhóm bệnh lý đi kèm. Thì các yếu tố tiên lượng của rối loạn tích là tiền sử gia đình và tâm thần hoặc rối loạn thần kinh, bệnh nhân căng thẳng tâm lý xã hội ở thời thơ ấu, điểm số mức độ nặng của tích cao, khối lượng nhân đuôi nhỏ trên chẩn đoán hình ảnh, và bệnh nhân có cái tiền căn là chậm phát triển vận động. Về tiên lượng bệnh đi kèm thì ta thấy rằng là bệnh tăng lượng, bệnh ADHD có kèm theo đi kèm thì có xu hướng giảm ở 20% trẻ khi mà đến lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng mà nó cũng là cái thời gian giảm thì nó cũng sẽ muộn hơn với cái diễn tiến của tích đơn thuần. Đối với bệnh nhân mà tăng động giác tập trung kèm theo cái hoặc là có cái nhóm bệnh rối loạn bệnh cưỡng chế đi kèm thì có xu hướng kéo dài với cái triệu chứng nghiêm trọng hơn, thì sẽ tiên lượng được rằng là những các cái biểu hiện như là rối loạn bệnh cưỡng chế nó sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành hơn. Chúng ta cũng phải lưu ý là sự hiện diện của các bệnh đi kèm không điều trị thì cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả lâu dài của bệnh nhân rối loạn tích. Thì sau đây là em xin sơ lược về kết quả nghiên cứu của em về đặc điểm lâm sàng của rối loạn tích ở trẻ em được khảo sát trên 75 trẻ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được đăng lên tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 75 trẻ dưới 16 tuổi được chẩn đoán rối loạn tích theo tiêu chuẩn của DSM-5 tại phòng khám của Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2020. Thì em ghi nhận được rằng tỷ lệ rối loạn tích tạm thời, tích vận động mãn tính, tích âm thanh mãn tính và Tourette lần lượt là 5,3%, 49,3%, 1,3% và 44%. Tỷ lệ nam trên nữ là 4.7 và tuổi trung bình trong dân số là 8,6 tuổi, thì cũng các cái kết quả này cũng khá tương đồng với lại các cái nghiên cứu trên thế giới. Và khi khảo sát cái tỷ lệ bệnh nhân tăng động giác tập trung trên 75 trẻ rối loạn tích trong nhóm nghiên cứu thì em ghi nhận rằng là có 25 bệnh nhân có tăng động giác tập trung chiếm 33,3%. Thì trong nhóm hội chứng Tourette thì tỷ lệ này là 36,4%. Thì
trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi cũng ghi nhận được rằng là tuổi xuất hiện cái triệu chứng tích nặng nhất trong nhóm có tăng động kém tập trung thì cao hơn là nhóm không có cái triệu chứng tăng động kém tập trung. Thì đây là một cái kết quả nghiên cứu của em về cái rối loạn tích ở trẻ em bằng căn điểm mức độ nặng tổng thể theo gieo được khảo sát trên 75 trẻ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã được đăng tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì kết luận của cái khảo sát này là tổng điểm tổng thang điểm YCTSS của cái nhóm trung bình nặng với tổng điểm là 51,5% tuổi xuất hiện triệu chứng rối loạn Tourette và các cái nhóm bệnh đồng mắc như là tăng động kém tập trung là yếu tố có thể liên quan đến cái mức độ nặng của tổng điểm YCTSS. Thì để kết thúc phần trình bày của mình thì em xin gửi đến các thông điệp sau. Thứ nhất là rối loạn tích ở trẻ em là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 18 tuổi, biểu hiện đa dạng, cần phân biệt với bệnh nhi tổng quát và các rối loạn vận động và cần loại trừ với các cái rối loạn tích thứ phát. Thứ hai là tỷ lệ bệnh đi kèm cao làm tăng mức độ phức tạp cũng như là mức độ nghiêm trọng của tích. Thứ ba là việc quản lý tối ưu tích liên quan đến cái việc tiếp cận một cách toàn diện trẻ, gồm là phải không chỉ tập trung chính vào vấn đề của bản thân rối loạn tích mà còn tập trung vào các cái vấn đề bệnh đi kèm như là tăng động kém tập trung hay rối loạn ăn và cưỡng chế. Bên cạnh đó thì việc quản lý các cái yếu tố gây căng thẳng tâm lý cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng là tiên lượng của rối loạn tích là tương đối là lành tính. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Dạ, em nghe rõ chị Vân. À, rồi, cảm ơn bác sĩ Hải Uyên. Bác sĩ Hải Uyên mới cho chúng ta một cái bài tổng quan đầy đủ, khá là đầy đủ, chi tiết và tương đối rất là sâu về cái một cái rối loạn vận động tích ở trẻ em. Rối loạn tích ở trẻ em là một cái tình trạng rất là phổ biến, khá là phổ biến. Và như chúng ta cũng đã biết được rằng để giải quyết những cái vấn đề này nó không đơn giản chỉ là những cái nội dung liên quan tới những vấn đề mà những cái vấn đề mà bác sĩ Hải Uyên vừa cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức như vậy, chúng ta có thể tiếp cận được với một cái rối loạn tích mà trước đây hầu như chúng ta hiểu rằng đây là một cái nhóm bệnh lý khá là đơn giản, khá là lành tính. Tuy nhiên cái để hiểu sâu về cái vấn đề bệnh tật này và trên thực tế là có rất nhiều những cái bệnh nhân đã có rất những cái ảnh hưởng cũng giống như những cái tàn phế liên quan tới cái rối loạn tích này không nhỏ. Thì những cái kiến thức mà bác sĩ Hải Uyên cung cấp sẽ là cái gọi là những cái phương tiện để cho các bác sĩ lâm sàng, các bác sĩ lâm sàng làm nhi nói chung, đặc biệt là các bác sĩ thần kinh tiếp cận với một bệnh nhân có những cái rối loạn tích một cách đầy đủ, đúng đắn và làm hạn chế tới mức thấp nhất cái ảnh hưởng của những cái rối loạn này lên sự phát triển của đứa nhỏ, đặc biệt là những rối loạn, những cái phát triển liên quan tới mặt tâm thần của đứa nhỏ. Thì những cái nội dung mà bác sĩ Uyên vừa trình bày liên quan tới đặc biệt là những cái phương tiện để chúng ta chẩn đoán, cũng giống như là chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, rồi điều trị, cũng giống như là mình đánh giá cái tiên lượng của cái nhóm bệnh nhân này là tương đối phù hợp trong cái điều kiện làm việc ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói riêng và ở tất cả các cái cơ sở y tế khác mà chúng ta có thể tiếp cận được. Thì mong rằng các bác sĩ mình sẽ tiếp cận với cái nhóm bệnh nhân này theo cái hướng ngày càng sẽ càng tốt hơn. Có một số câu hỏi liên quan tới phần trình bày của bác sĩ Uyên mà chắc là mình sẽ trả lời luôn, phải không bác sĩ Hiếu? Cho quý vị đại biểu tham dự. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Hải Uyên về những cái rối loạn tích, rối loạn vận động tích, thì chắc là bác sĩ Uyên đã đọc những cái câu hỏi ở trong cái nội dung rồi. Thì chắc là nhờ bác sĩ Uyên sẽ trả lời dần những cái câu hỏi đó. Còn một số những cái câu hỏi, những cái ý kiến gì đó thì chúng tôi sẽ xin tham luận thêm sau. Câu này có câu hỏi là làm sao phân biệt nói tục và tích do cái giáo dục. Nói tục do cái tích và do cái giáo dục. Thì chắc bác sĩ Uyên chia sẻ một số cái ý kiến. Thì để phân biệt các cái triệu chứng tích á, thì mình sẽ dựa trên cái đặc
tính cơ bản của cái triệu chứng tích, là tích là những cái cử động vận động hoặc là âm thanh bất ngờ, nhanh, lặp lại, không chú ý và không có nhịp điệu. Thì mình dựa trên cái cơ sở đó thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt với các cái nhóm triệu chứng khác. Ở đây em thấy có nhiều câu hỏi vì làm sao phân biệt được tích với lại chứng nói tục hay là học là những nói lặp lại của trẻ em khi mà lặp lại những lời nói của người lớn, hoặc là phân biệt tích với những cái triệu chứng như là giật tóc, triệu chứng giật tóc hoặc là giật cơ bụng, giật cơ hoành. Thì mình cũng sẽ dựa trên những cái đặc điểm chính của cái biểu hiện của tích, đó là những cái cử động vận động âm thanh bất ngờ, nhanh, lặp lại, không chú ý và không có nhịp điệu. Nhịp điệu. Một cái câu hỏi nữa, tức là có hai cái một câu hỏi nữa liên quan tới là cái mối liên quan giữa tích và động kinh. Có khi nào mà có tích phối hợp với động kinh hay không? Thì chắc cái câu hỏi này trong bài thì bác sĩ Uyên cũng đã có nói về cái bệnh phối hợp rồi. Chắc là bác sĩ Uyên sẽ nói rõ thêm về vấn đề này cho quý vị đại biểu nó đặt câu hỏi với mình. Nói chung là cũng chưa có nói chung không có nhiều cái nghiên cứu nào mà nói nhiều về cái chuyện mà tích và động kinh. Tuy nhiên đó là tích là một cái triệu chứng khá là thường gặp. Với tỷ lệ là như là tích tạm thời thì gặp trong 20% trẻ ở lứa tuổi đi học. Và cái tỷ lệ bệnh động kinh cũng là một cái tỷ lệ bệnh khá là thường gặp trong dân số, chiếm đến tỷ lệ là 1%. Thì như vậy thì hai cái nhóm bệnh nhân này hoàn toàn có thể gặp nhau thôi. Tuy nhiên là vẫn chưa có một cái mối liên hệ nhân quả gì giữa hai cái nhóm bệnh này hết. Hoặc là những bệnh nhân tích thì có gây ra bệnh động kinh hay không, hoặc là động kinh thì có gây ra tích hay không. Tuy nhiên hai bệnh nó có thể xuất hiện đồng thời với nhau. Trong thực hành lâm sàng, khi tiếp cận của nhóm bệnh tích và động kinh thì mình cần phải lưu ý một số điểm. Thứ nhất đó là vấn đề là sử dụng các thuốc về vấn đề điều trị. Thì về vấn đề dùng thuốc điều trị tích đó, nó có thể làm cho tăng cái ngưỡng co giật ở bệnh nhân động kinh. Và khi mà đối với những cái bệnh nhân mà tích cần phải điều trị hoặc là điều trị phối hợp với lại nhiều nhóm bệnh đó, thì mình sẽ phải cân nhắc về vấn đề dùng thuốc ở giữa các bệnh nhân điều trị tích và điều trị động kinh, về cái vấn đề tương tác thuốc, vấn đề dung nạp thuốc. Em xin hết. Liên quan tới vấn đề này thì tôi xin có thêm một số cái ý kiến bổ sung. Đầu tiên hết là cái mối liên hệ giữa cái tích và động kinh, thì cái phần quan trọng nhất trong cái thực hành á, là chúng ta thấy rằng những cái cử động gọi là những cái khi mà quan sát những cái triệu chứng liên quan tới những cái bất thường vận động của đứa nhỏ để mà chẩn đoán một cái đứa nhỏ nó bị tích, thì có những trường hợp thì khá là dễ dàng, nhưng mà tuy nhiên có những trường hợp khá là khó. Và cái điều quan trọng nhất á, là trong cái thực hành á, là cái chuyện là mình xác nhận rằng cái những cái cử động bất thường đó nó là cái tích hay nó là những cái cơn, thậm chí là những cái cử động co giật. Và rất nhiều cái trường hợp mình đã biết được rằng là có một số cái trường hợp là mình đã chẩn đoán nhầm giữa một bệnh nhân bị tích với một bệnh nhân bị động kinh. Và cái điều quan trọng nhất đấy là cũng là một cái mối quan tâm rất là gọi là lo lắng, rất là chính đáng của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân, tức là bệnh nhân thường đến và rất là lo lắng với những cái cử động tích bất thường và nói rằng đứa nhỏ nó bị co giật. Thì đây là cái liên quan tới vấn đề này thì các bác sĩ mình phải làm hai mấy chuyện. Chuyện thứ nhất là mình phải quan sát kỹ, thứ nhất là quan sát kỹ những biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, thứ hai là mình phải có kinh nghiệm để mình nhận biết, tức là đủ cái kinh nghiệm để mình nhận biết những cái triệu chứng, những cái biểu hiện của bệnh nhân đó để mình xác nhận đó là cái tích. Và thứ ba là trong một số tình huống có thể chúng ta phải cần tới những cái cận lâm sàng phối hợp, ví dụ như chúng ta phải đo điện não, thậm chí là đo điện não trong cái cơn là cái cần thiết để chúng ta có thể phân biệt giữa một cái tích và một cái động kinh. Đấy là cái mà cần thiết. Còn cái mối liên hệ, tức là cái phần mà cái liên quan, tức là cái mối liên quan giữa tích và động kinh, thì thực ra thì nó không phải là hai vấn đề luôn luôn song hành với nhau. Tỷ lệ bệnh nhân động kinh mà có tích cũng không không phải là quá đáng kể. Tuy nhiên là bệnh nhân tích vẫn có thể có bệnh nhân động kinh đi kèm, bệnh động kinh đi kèm. Tức là đó là những vấn đề mà nó không không phải là vấn đề nổi trội lên, nhưng mà nó vẫn là những vấn đề có thể đi kèm với nhau. Và trong vấn đề điều trị thì chính xác là chúng ta phải chú ý tới những cái tình trạng mà sử dụng thuốc, hoặc là một số cái thuốc có thể làm nặng lên cái tình trạng của cái bệnh này, hoặc là cái vấn đề của cái bệnh nhân khác. Ở chỗ này thì cho anh nói một chút. Ở cái chỗ này không phải là mình không hiếm cái này, là tôi thì thường gặp á, ngay cả trong bệnh đại học bây giờ cũng vậy, thường gặp. Chẩn đoán đến mình bệnh nhân là bị tích thì mình gọi đến chẩn đoán đến cái động kinh,
Nhưng có nhiều cái bệnh động kinh xong là mình lại chẩn đoán cái nhìn nó người ta gọi là cái giả động kinh hay là giả tích, cái này rất là khó đấy. Có những người vô giai đoạn đầu là mình thấy cái tích, giai đoạn sau thì chuyển nó thành cái động kinh, cho nên cái này là nó thường gặp. Thế thì nó rất là dễ với các nhà chuyên gia có chuyên môn, nhưng mà nó là rất khó với các bác sĩ có thể tiếp cận lần đầu hay là mình chưa nắm được. Còn nếu không thì mình làm chẩn đoán, tôi gặp cái này nhiều. Nhưng mà nếu mà cái tích đó mà nó sau này nó giả giống như động kinh, nó cũng trợn mắt rồi nó cũng nghiêng nửa người đó, cái này rất khó lắm, bởi vì mà cả hai cái này đều điều trị không có hiệu quả với nhau cả đó. Chứ không phải là không, có thể mình điều trị cái tích nhưng sau đó là mình điều trị động kinh. Cái này thực ra nó là một cái dạng biến thể đó, rất là khó điều trị. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp, có những trường hợp phải chuyển vô đại học y dược xong người ta phải theo dõi điện não mấy ngày đấy, người ta mới kết luận là cái này không phải động kinh. Nhưng mà rõ ràng về nhà điều trị tích cũng không phải là hiệu quả đâu. Cái này cũng là một trường hợp khó đấy, chứ không phải là dễ. Vâng, xin chào. Dạ, xin có một câu hỏi nữa đối với cho bác sĩ Uyên. Câu hỏi là cái chứng nhổ tóc có phải là một rối loạn tích không? Và nếu có thì là điều trị như thế nào? Các bác sĩ Uyên chia sẻ cái câu hỏi, cái kinh nghiệm về cái câu hỏi này. Cái động tác mà nhổ tóc, thật ra cái động tác trong tích mà kéo tóc là nó là một động tác tích vận động phức tạp với cái nhóm cơ của vùng tay để mà đưa cái đầu lên nhảy cái tóc ra. Thì phân biệt với cái chứng nhổ tóc thì nó vẫn là phải dựa trên những cái một số cái đặc điểm của triệu chứng tích là tự động bất ngờ, nhanh lặp lại, không chú ý và không có nhịp điệu. Thì ở trong cái triệu chứng này thì bệnh nhân vẫn là có thể kiểm soát. Giai đoạn đầu thì bệnh nhân có thể kiểm soát được cái cứng chất cơn. Bệnh nhân có thể kiểm soát được là khi nào khi mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân có thể kiềm chế lại được cái cơn. Và mình ý là cái triệu chứng này thì thường là không có bao giờ xuất hiện trong giấc ngủ cả. Ở cái bệnh thì tôi thấy như này, cái bệnh bứt tóc ấy là nó là cái bệnh riêng. Nếu mà có chẩn đoán phân biệt là mà trời, nó là ám ảnh cưỡng chế. Đấy, đúng. Chứ không có nằm trong cái tích, bởi vì cái tích không ai ta giật mà rụng hết tóc cả. Cái tích là thường thường nó giật cơ thôi, đừng có nghĩ đến cái giật cơ thôi. Cơ vòm họng cũng giật cơ mà tay chân giật cơ. Còn nếu mà bứt tóc mà bứt mà làm rụng một mảng tóc á, là cái đó là nếu mà có phân biệt, bệnh bứt tóc là một bệnh gen, cũng là một bệnh gen. Nhưng mà nếu có phân biệt thì phân biệt đấy ám ảnh cưỡng chế, và điều trị thì giống điều trị ám ảnh cưỡng chế chứ không có điều trị. Cái này phân biệt rõ ràng nói ngay là không nằm trong tích. Cái này tích là cơ, chứ cơ tất cả là cơ hết. Rồi, xin mời. Dạ, một câu hỏi nữa, chắc là ngày hôm nay bác sĩ Hải Uyên có quá nhiều câu hỏi liên quan tới cái vấn đề tích của mình. Một câu hỏi nữa là liên quan tới việc liệu pháp hành vi. Thì trong cái điều trị tích thì chắc cái phần này đã chia sẻ trong bài rồi. Bác sĩ Hải Uyên có muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa không? Dạ thì em cũng xin nói rõ thêm về cái liệu pháp hành vi trong cái điều trị tích. Thì thật ra cái liệu pháp hành vi trong điều trị tích thì cái chỉ định nó cũng sẽ không nó sẽ gọn ở một số nhóm bệnh nhân thôi. Ví dụ như là tích đơn lẻ nào, hoặc là những cái triệu chứng tích có thể gây ra cái thương tích hoặc khó chịu, rất là khó chịu cho bệnh nhân. Thì về cái cách mà mình làm cái liệu pháp này á, thì trước mắt á, là mình sẽ phải tư vấn cho thân nhân bệnh nhân và các cái người chăm sóc liên quan về cái đặc điểm của cái triệu chứng tích, diễn tiến của triệu chứng tích, giúp cho những người chăm sóc hoặc chính bản thân bệnh nhân tùy theo lứa tuổi của bệnh nhân nhận biết được cái triệu chứng tích đó. Thì khi mà nhận ra được triệu chứng á, thì mình sẽ làm một số mình sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân một số cái động tác để mà có thể một cái vận động khác để mà thay thế cái triệu chứng tích của trẻ, để làm cho trẻ dễ chịu hơn. Ví dụ như là lúc đó có thể cho trẻ hít sâu hoặc đếm từ 1 cho tới 10 chẳng hạn. Liên quan tới cái phần mà cái điều trị cho, tức là liệu pháp hành vi trong cái điều trị tích, thì lúc nào bao giờ mình cũng nói rằng đối với cái tích thì thường thường thì mình sẽ bắt đầu bằng cái liệu pháp hành vi. Tuy nhiên đây là một cái vấn đề tương đối khó trong thực hành, bởi vì hai chuyện thứ nhất là đòi hỏi cái tính kiên trì của bệnh nhân cũng như của đặc biệt là của thân nhân bệnh nhân. Và cái thứ hai là cái khó thứ hai là cái vấn đề này nó liên quan tới sự phối hợp không phải của bác sĩ thần kinh không, mà còn phải có bác sĩ tâm lý liệu pháp, bác sĩ
những chuyên viên tâm lý để mà có thể can thiệp. Và cái chuyện quan trọng nhất đó là cái thời gian, tức là phân bố thời gian cái lại với cái môi trường mà mình có thể bố trí cho một cái việc mà giáo dục hành vi cho đứa nhỏ. Tức là cái điều này đòi hỏi cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa nhiều cái chuyên khoa, không phải chỉ các bác sĩ thần kinh chúng ta mà có bác sĩ, có các chuyên viên tâm lý, có sự phối hợp chặt chẽ của người nhà, sự hiểu biết tối thiểu và cũng như hợp tác tối đa của người nhà trong cái vấn đề điều trị. Và sau đó thì chúng ta mới có thể, khi mà hợp tác được thì chúng ta mới có thể tiến hành cái liệu pháp đó có hiệu quả được. Thì đấy là một số cái chia sẻ liên quan tới vấn đề này. Tôi có ý kiến nói cái liệu pháp hành vi một chút. Tôi điều trị cái này cũng nhiều, tôi thấy áp dụng cực kỳ khó. Đi học là tạo ra một bức xúc thì nó lại đi học mà lại quy củ mà ngồi nghe nghiêm túc thì nó lại giật nhiều. Rất là khó cái đứa này, mà không cho học thì cái tuổi 13, 14 không biết làm cái gì. Mà cho đi chơi nhiều thì nó có hết bệnh, đi chơi chạy, đá bóng các biết như là hết. Nhưng cứ về nhà gặp bố mẹ nó lại giật, rất là khó cái tâm lý. Có lẽ là cũng phải đến một cái lúc mà cho vào cái trường nào đấy thì người ta huấn luyện, chứ còn nếu ở nhà là cũng rất là khó. Có đứa điều trị 3, 4 năm nữa hết xong rồi đùng đùng. Giờ bố mẹ làm gì tay điên, điên nó bắt đầu đùng đùng nó lại giật lại. Nó rất là khó cái chỗ này. Bởi vì cứ bức xúc thì nó lại giật nhiều. Bức xúc thì nó lại xuất hiện nhiều chứng nhiều. Cho nên cũng là một vấn đề rất là khó. Dụ như tâm lý thì 13, 14 tuổi thì nói nó chắc có lẽ rất là khó đi học nữa. Cho nên là cái này có lẽ rồi phải nghĩ đến một cái phương pháp thì nó rộng hơn. Tôi thấy cứ cho nó đi chơi nó không có bệnh gì hết á. Nhưng mà cứ bắt đầu học là nó bị, nó rất là khó cái chỗ này. Mà trẻ không học thì lại cũng có lắm có. Và sau đó nó, sau cái giai đoạn này nó bắt đầu nó rối loạn đến cái bệnh chiều chuộng gây hành vi nữa. Nó lại ra là một cái bệnh khác nó gắn với cái bệnh này. Ở khi nó có cái bệnh này nó lại có cái bệnh kia nữa. Cực kỳ khó. Thôi thì cái này để bàn lại lúc nào, nhà tâm lý rồi cái nhà giáo dục học rồi mình làm. Nhưng mà thực ra khó lắm. Tôi điều trị có đứa tới 10 năm rồi. Nó hết 3, 4 năm xong bắt đầu lại, nó lại bị lại. Thế nó lại không học, nó bỏ học thì nó lại gây ra cái chuyện khác nữa, đi chơi game nó có đủ thứ. Nó cũng rất là khó cái chuyện trường hợp này. Thì mà bắt nó điều trị nhiều handol đó thì cái tâm trạng của nó cũng thay đổi rất là nhiều, cho nên cũng rất là khó. Thôi thì để cũng đây là một cái câu hỏi để cho các nhà thần kinh học hoặc là nhà tâm lý học hoặc phụ huynh học sinh phải bám với thầy thuốc hay là phải cùng với đồng hành cùng với thầy thuốc. Tôi dùng thấy anh Hiếu, anh dùng chữ đồng hành ấy, là tôi cho là tiến sĩ Hiếu nói đồng hành là hay đấy. Bởi vì cái bệnh này không đồng hành với thầy thuốc là rất là khó chữa cái này. Bởi vì buông ra nó lại có nhiều vấn đề xảy ra. Điều trị rồi nó cũng có nhiều gì ra. Mà điều trị tâm lý nó cũng sinh ra chuyện của tâm lý nữa. Thì thôi cái phần này tôi thấy là cái báo cáo viên về cái này rất là hay. Mà chúng ta phải nói thực ra đây là không phải đơn giản đâu. Bệnh này gọi là bệnh lành tính. Nhưng thực ra nó không phải là lành tính. Bởi vì nó dẫn đến cả một cái chuỗi. Cái chuỗi sau này là cái sự hình thành nhân cách con người. Chứ không phải là nó chỉ có mỗi cái giật không đâu. Thành nhân cách con người kể như là mình không có làm được gì. Cho nên là có lẽ nếu vực khí cạnh nào đó cũng không phải là lành tính đâu. Mà bởi vì nó không thành người nó cũng không phải là lành tính đâu. Rất là quan trọng chỗ này. Chờ xong ạ. Xin phép còn một cái câu hỏi nữa. Cuối cùng, rất là cuối cùng liên quan tới phần rối loạn tích là cái vấn đề sử dụng thuốc, là trong đó có sử dụng vai trò của topiramat và cái GABA. Trong cái điều trị tích thì chắc bác sĩ Huyên chia sẻ một chút cái câu hỏi, một cái ý kiến ngắn thôi về vấn đề này. Cho em xin trả lời câu hỏi trên. Thì thuốc topiramat là một cái nhóm thuốc và tăng cường cái hoạt động GABA. Thì topiramat đã được điều trị, được sử dụng trong điều trị tích thì với mức độ chứng cứ lên đến mức độ là level B theo cái khuyến cáo của Hội Chứng Hoa Kỳ và đã được áp dụng điều trị trong tích. Thì topiramat thì điều trị trong tích thì thường là sẽ sử dụng liều thấp thôi. Thì thường thì các tác giả khuyến cáo thường cái liều điều trị thường khoảng 25 cho đến 50 mg cho bệnh nhân, thì có thể chia làm từ 1 cho đến 2 lần một ngày. Thì cái thời gian điều trị của topiramat thì cũng chung trong cái thời gian điều trị chung của tích thôi. Thì như em đã trình bày thì thời gian mình sẽ điều trị cũng sẽ phải một thời gian dài, kéo dài khoảng 1 cho đến 2 năm tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Rồi trở lại cái câu hỏi, tóm lại là cái đề tài nóng hổi nhất của ngày hôm nay là những cái rối loạn tích.
Thì cái vấn đề này nói chung là về cơ chế bệnh sinh, về cái biểu hiện lâm sàng, rồi về những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, rồi tất cả mọi thứ, thì cái phần trình bày của bác sĩ Hải Uyên cũng đã có một cái sườn cơ bản để chúng ta có thể gọi là dựa vào đó để mà áp dụng trong thực hành. Tuy nhiên cái vấn đề liên quan tới vấn đề này thì nó đòi hỏi cái kinh nghiệm cũng giống như là cái những cái tình huống lâm sàng cụ thể, và cái tức là cái cá thể hóa cho từng trường hợp, cái ảnh hưởng của cái rối loạn tích lên từng bệnh nhân để chúng ta chọn thuốc này, hay là chọn liệu pháp hành vi đơn thuần, hay là phối hợp cả hai thứ, hoặc là dùng thuốc nào và những cái ảnh hưởng của thuốc lên bệnh nhân như thế nào để chúng ta quyết định cái điều trị. Thì chắc là chúng ta sẽ tạm tạm kết thúc cái phần liên quan tới rối loạn tích, mặc dù còn một số cái câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ để cái phần này, hy vọng là bác sĩ Hải Uyên sẽ tiếp tục trình bày, tìm hiểu thêm về vấn đề này để có thể mở thêm một cái phiên mới hay là một cái nội dung mới trong cái để giải đáp những cái phần sâu hơn về liên quan tới cái rối loạn vận động, rối loạn tích này.